Sáng nay đi đông nó gặp chuột cả nhà ơi. Đi chút xíu nữa là tới gặp chuột của mình đặt à. Hôm qua lại mình sáng mình thăm á, xong mình đặt lại luôn. Nãy nay có dính chuột, quay cho cả nhà xem à. Tới chỗ đặt chuột rồi nè cả nhà. Mình trồng lúa xanh này. Những lá cờ đó đỏ đỏ là cây mình cắm. Như cái đầu tiên mình con chuột lứa. Cái tiếp theo cả nhà. Cái này không chạy à. Chẳng còn cái gặp. Cái kia bên chạy được con chuột lứa nữa. Cái theo nhà, xanh nãy giờ mười mấy cái mà được có hai ba con à. Đây cái này dính được con chuột nữa nè cả nhà. Rồi cái đầu ở ngoài luôn. Hai cái là thân bên, cái này không chạy. Dính được con nữa cả nhà. Lứa nữa. Em đặt lưỡi cái trên này cả nhà. Cái dính nữa cả nhà. Ồ, quá im đây, quá im. Đây là con lên cả nhà. 3 em. Đây cái bệnh dính luôn. Chứ nó bật mà xảy à. Đây, cái này bật nè, cái này chắc không mít quá nha, bật mà không chạy. Cái clip này không chạy luôn. À, tôi kiếm đừng con chụp bự nha. Quay em. Mình thử luôn. Cái này bị chuột tung bít cả nhà, nó lật nghiêng ngặt ngửa luôn à. Cái này cái bên chính đường con này cả nhà. Nhìn ở đây đi, ở đây mình lấy cái này nó coi có dính không. À, còn chuột lứa nữa cả nhà. Còn cái cuối cùng này cả nhà ơi, mình lên đây mình thăm coi có dính nữa không. Mình cũng vậy luôn. Lên cái cuối cùng dính từng con nữa cả nhà. Mình đặt có ba mấy cái gặp à. Đặt dính chuột mình quay cho cả nhà xem mình gom nó được bao nhiêu con cả nhà. Giờ là mình đặt có 36 gặp ở cả nhà mà chạy được nhiêu chuột rồi cả nhà. Đó. Đây những gặp không, đây có 3 con lứa nữa cả nhà. Có mấy gặp được mấy con này cũng im rồi cả nhà. Để hôm qua mình đi đặt xong á rồi mình thăm xong cái mình đặt lại bữa sáng luôn cả nhà, nên không quay cho cả nhà xem.
cả nhà xem video mình có hay cho cả nhà cho mình một like, một follow, một đăng ký cả nhà.